Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nhìn về kiếp nhân sinh mỏng manh và vắn vỏi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên: "Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời." Một hôm, vua Ai Cập đang đứng chiêm ngưỡng những bia tháp mà ông đã cho dựng lên tại thành Heliopolis. Bỗng nhiên xuất hiện một cụ già râu tóc bạc phơ, cười ngạo nghễ và quát mắng nhà vua rằng: "Hãy bỏ lại tất cả và cút đi." Nhà vua giận dữ hỏi: "Hỡi lão già, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta một cách hỗn láo như thế? Không lẽ ngươi quyền thế hơn ta?" Ông lão trả lời: "Đúng thế, ta chính là thời gian." Nghe đến tên thời gian, vua Ai Cập tái mặt và té khỏi ngai vàng. Cùng với ông, cả đế quốc Ai Cập cũng sụp đổ. Lão già thời gian rảo qua khắp các đế quốc trên thế giới. Lão đi đến đâu, các đế quốc lần lượt sụp đổ tới đó. Hôm nay tại Babylon, ngày mai tại Athens và ngày kia tại Qatar. Nhưng một ngày nọ, người ta bỗng thấy xuất hiện tại đồi Vatican một cụ già khác, cụ nghênh chiến với lão thời gian. Lão thời gian nghĩ mình có thể phá vỡ tất cả mọi công trình của con người trên trần gian. Với giọng điệu vô cùng hách dịch, lão đứng trước đồi Vatican, dõng dạc tuyên bố: "Ta là thời gian đây." Tiếng gầm thét làm rung chuyển trái đất, nhưng không làm cho bô lão trên ngọn đồi Vatican mảy may lo sợ. Cô bình tĩnh đáp lại: "Còn ta chính là vĩnh cửu. Xuyên qua các thế hệ, ta phải đại diện cho lòng chung thủy của Thiên Chúa đối với loài người." Quy luật muôn đời của tự nhiên là có sinh thì có tử, có hợp là có tan, có ngày khởi đầu thì sẽ ắt có ngày kết thúc. Vũ trụ, con người của chúng ta cũng thế. Con người xuất hiện trên mặt đất hàng tỷ năm qua, nhưng chẳng là gì so với sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Như lời Thánh Vịnh, đối với Thiên Chúa, ngàn năm cũng như là một thoáng mây bay. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi khổ đau, giúp ta quên đi dĩ vãng u buồn. Nhưng thời gian cũng là một kẻ phá hoại tàn nhẫn. Cái chết xảy ra hàng ngày xung quanh chúng ta, sự sụp đổ của không biết bao nhiêu đế quốc trên cõi trần này chính là chiến tích của thời gian. Cùng với thời gian, nhân loại luôn chia làm hai giới tuyến: người lành và kẻ dữ, tin và không tin, đón nhận và từ chối Thiên Chúa. Hai giới tuyến này tồn tại cho đến ngày tận cùng của trời đất. Trong ngày tận cùng của trời đất, Đức Kitô sẽ xuất hiện để phán xét nhân loại. Nhiều kẻ ăn giấc trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như các vị tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Lúc ấy, hai giới tuyến được tách biệt rõ rệt. Một bên thì sáng ngời và hạnh phúc vì đã trung thành gắn bó với Chúa, một bên thì khổ đau và tuyệt vọng vì đã từng nhọc nhằn, là kẻ thù, từ chối, phản bội và phỉ báng Thiên Chúa. Tất cả sẽ bị phơi bày, tỏ lộ. Tâm hồn họ tối tăm hơn cả đêm đen, kinh hoàng hơn cả vực thẳm. Họ sẽ phải nhận lấy phán quyết tối cao của Đấng Vĩnh Cửu: "Ta hằng yêu thương và chăm sóc các ngươi như người mẹ chăm sóc và yêu thương đứa con của mình. Thế mà các ngươi đã chối bỏ ta và từ khước tình thương của ta. Giờ đây hình phạt đời đời sẽ dành cho các ngươi." Những người lành thì hân hoan vui sướng vì đã trung thành gắn bó với Chúa, không bán rẻ đức tin của mình cho những đam mê và khát vọng trần tục. Họ sẽ được nghe những lời hy vọng: "Hỡi những người được cha ta chúc phúc, hãy đến lãnh phần gia nghiệp nước trời đã được chuẩn bị cho các ngươi từ trước muôn đời."
Bây giờ cánh cửa nước trời mở rộng để họ tiến vào. Ở đó họ sẽ được hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời với Chúa mà Thánh Phaolô đã diễn tả. Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và trái tim chưa một lần cảm nghiệm được những điều Thiên Chúa dành cho những kẻ yêu mến Ngài. Tạc từ ngữ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Sinh ký tỉnh quy, trần gian là cõi tạm, nước trời chính là quê hương đích thật, là nơi cư ngụ vĩnh viễn của chúng ta. Trần gian là quán trọ và chúng ta chỉ là lữ khách mà thôi. Dẫu biết rằng cuộc đời này chỉ là quán trọ, nhưng quán trọ cuộc đời thật hấp dẫn đến nỗi ai cũng muốn níu kéo thời gian nơi quán trọ. Nhưng cho dù có bám víu, có cố công thu vén cho quán trọ cuộc đời, rồi cũng có ngày phải giã từ để ra đi. Đã biết trần gian là quán trọ, hơn thua thù oán để mà chi. Thử ra ngồi xuống bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì. Chúng ta vẫn tự hỏi, tại sao Chúa không cho chúng ta biết trước ngày giờ ra đi để chuẩn bị hành trang, dẹp bỏ tham sân si, giành lợi thú, cho tâm hồn thanh thản bình an mà về với Ngài. Chúa không muốn điều đó, Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Chúa đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức, vì không biết giờ nào chủ sẽ về, khi nào kẻ trộm đến, phải nỗ lực làm tròn bổn phận mà Ngài đã trao phó. Như một trận bóng đá, nếu biết trước tỷ số, trận bóng sẽ nham chán và các cầu thủ sẽ thiếu trách nhiệm với bổn phận của mình trên sân cỏ. Một trận bóng chỉ đẹp khi các cầu thủ đều nỗ lực làm tròn trách nhiệm và chu toàn tốt vị trí được giao. Cuộc đời con người cũng vậy. Không biết lúc nào phải rời sân cỏ cuộc đời, nhưng chúng ta sống đầy đủ trách nhiệm của mình thì cuộc đời đó mới đẹp, mới xứng đáng được lãnh thưởng ân phúc mà Chúa sẽ trao ban cho ai trung tín với Ngài. Nước trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh của tình yêu. Hãy nghĩ đến nước trời mỗi khi bị cám dỗ, thử thách. Hãy nghĩ đến nước trời dưới những vất vả, mệt mỏi, buồn phiền, cay đắng của cuộc sống thường ngày. Hãy nghĩ đến nước trời trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, cô đơn và bị loại trừ. Bởi nước trời trỗi vượt trên mọi thực tại trần gian. Đừng bán quyền trưởng nam bằng một bát cháo đầu. Đừng bán cuộc sống vĩnh cửu bằng một vài giây phút vui thú chóng qua. Đời sống thì ngắn ngủi, danh vọng, lạc thú thì chóng tàn. Điều chúng ta phải làm đó là tìm kiếm hạnh phúc nước trời. Sau cuộc sống đời tạm này, Thiên Chúa vĩnh cửu và hạnh phúc nước trời sẽ chờ đợi chúng ta. Có một sức mạnh mà thời gian phải nhượng bộ, đó là sức mạnh của tình yêu. Những nghĩa cử yêu thương trở thành bất diệt bởi vì nó tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa. Người sống cho kẻ khác và người sống cho Thiên Chúa, và ai sống cho Thiên Chúa tức là sống mãi trong tình yêu. Lạy Chúa, xin bổ sức cho đức tin của chúng con, để chúng con biết tỉnh thức, sẵn sàng sống công chính, xây dựng nền văn minh tình thương và sự thật. Xin cho chúng con biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình để làm chứng cho niềm tin của chúng con và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, là cho chúng con biết dám sống và dám chết cho công lý và sự thật. Amen.